Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hưng Yên, huyện Khoái Châu vừa xuất khẩu lô hàng 15 tấn sản phẩm bột nghệ sang Nhật Bản. Dự kiến sau 10 ngày lô hàng sẽ đến Nhật Bản, sau đó được phân phối vào công ty sản xuất dược và công ty chế biến thực phẩm. Đây là lô hàng thứ tư được công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hưng Yên xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản trong năm nay. Toàn bộ hàng xuất khẩu của công ty đã được các cơ quan chức năng phía Nhật Bản kiểm tra đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định. Được biết, hợp đồng xuất khẩu mà công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hưng Yên ký với đối tác Nhật Bản có tính lâu dài, giá bán cao hơn khoảng 15% so với tiêu thụ trong nước. 4 năm nay, mỗi năm, công ty xuất khẩu 100 tấn bột nghệ vào thị trường Nhật Bản. Để làm được điều đó, công ty tuân thủ những đòi hỏi rất khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như các chỉ tiêu mà Nhật Bản yêu cầu. Sau nhiều năm gắn bó với cây nghệ, công ty có trên 20 sản phẩm chế biến từ nghệ như tinh bột nghệ, viên nano curcumin, sữa nghệ, bột curcumin. Mỗi năm, doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ trong nước với sản lượng 200 tấn bột nghệ, 20 tấn tinh bột nghệ và hàng chục nghìn sản phẩm chế biến từ nghệ khác.